Vâng ạ, chúng ta đã nhìn thấy chú rồng đã được tiến về phía cung trăng rất đẹp và được ánh sáng của cung trăng rọi rất là rực rỡ. Và các con có thể nhìn thấy một chú rồng thực sự đang tiến về phía cung trăng của chúng ta. Vâng ạ, xin mời chú rồng hãy ở lại trên cung trăng một đôi lát để lát chúng ta cùng múa giống cái này ạ. Vâng, mời bảo nó ngồi đấy mà. Và có lẽ Lân Rồng thì đã hiện diện trên rất nhiều địa điểm của tổ chức Trung Thu trong suốt những ngày vừa qua. Nhưng có lẽ là ở đây sẽ là một chú rồng và chú Lân, những chú Lân đẹp nhất, được tỏa sáng bởi những ánh đèn và những gương mặt rạng ngời của các cô chú đến từ miền các dân tộc miền Tây Bắc và trong những sắc màu rực rỡ của Tây Bắc. Và ít phút nữa thôi thì các bạn học nhỏ của chúng ta sẽ được tỏa sáng hơn trên sân khấu của trường mầm non Sao Biển với các tiết mục chào đón Trung Thu. Chúng ta dành những tràng vỗ tay thật lớn để cho phần ra mắt của hai chú Lân, chú Lân hồng và chú Lân màu vàng ạ. Và sau đây sẽ là phần giao hữu giữa hai chú Lân, và không biết là chú Lân nào của chúng ta sẽ là chú Lân mạnh nhất ạ. Vâng ạ, hai chú Lân của chúng ta rất là thân thiện. Sau khi chào theo trên sân khấu đã xuống giao lưu cùng với các bạn nhỏ, thì không biết là các bạn nhỏ chúng ta đâu rồi ạ? À?